Thưa quý vị, nhằm đảm bảo công tác phòng chống COVID-19, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai nhập học cho học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 qua hình thức trực tuyến. Tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng, nhà trường đẩy nhanh tiến độ nhập học bằng phương thức trực tuyến để tạo điều kiện cho thí sinh các tỉnh thành phố khác chưa thể về Đà Nẵng khi dịch bệnh phức tạp. Nhà trường đặc biệt lưu ý đến những trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời do bị cách ly ở trong vùng phong tỏa giãn cách. Đối với những thí sinh mà đã được nhận kết quả thi phổ thông trung học thì chúng tôi cho các em gửi qua đường bưu điện và xử lý qua đường bưu điện. Đối với những thí sinh mà nhận cái giấy kết quả thi phổ thông trung học bằng các cái file PDF thì chúng tôi cho các em gửi qua email của nhà trường, đồng thời có giấy cam đoan. Với tinh thần là cùng với xã hội tạo nên cái sự thoải mái nhất, đồng cảm nhất, tạo hết sức thuận lợi cho các thí sinh nhập học. Với trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, bên cạnh phương thức nhập học bằng cách gửi hồ sơ qua bưu điện, các thí sinh chưa thể về Đà Nẵng có thể nhập học trực tuyến tại địa chỉ website của nhà trường. Bắt đầu nhận hồ sơ từ tháng 2 năm 2021, đến nay số hồ sơ nhập học vào trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đã gần đạt 100% chỉ tiêu. Tuy nhà trường đã triển khai công tác nộp hồ sơ trực tuyến vài năm học gần đây, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Thật ra thì cái việc này thì nhà trường đã ứng dụng cách đây một vài năm rồi. Tuy nhiên cái việc á mà của người học cũng như người dân mà tham gia về cái công tác nhập học này á thì chưa nắm rõ lắm. Trong thời gian tới thì nhà trường sẽ tiếp tục phổ biến rộng cái thông tin này cho đến cái người học để cho người học tham gia cái việc học nhập học ở trường một cách tốt hơn. Để tạo thuận lợi cho thí sinh trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định lùi thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 7 tháng 8 theo kế hoạch ban đầu sang ngày 29 tháng 8. Thời gian kết thúc thay đổi nguyện vọng là 17 giờ ngày 5 tháng 9. Trong quy chế tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến 3 lần trong thời gian quy định.